Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng bình Zuji dung tích 2,2 lít, công nghệ tích châm điện VE, điện 100V, hàng nội địa Nhật, công suất 1000W, điện 100V và bỏ nhựa mọi người. Con này R209, răng cao su còn rất mới, không bị oxy hóa. Ruột bên trong hình thức khoảng tầm 9%, không xước sát. Phím này là phím chọn nhiệt độ, có 3 mức 98, 90 và pha sữa. Ta chọn nó ở đây. Khi nào nhiệt độ sôi đầy đủ thì sẽ đèn hết nháy. Bây giờ chế độ hẹn giờ, sau 7 giờ nữa mới đun. Đây chế độ đun lại. Còn muốn là để bơm nước thì ta phải ấn tổ hợp 29. Đây là phím mở bơm. Tổ ấn bơm để tránh gây trẻ con vô tình vào gây bỏng. Giá này là 500.000, bảo hành 6 tháng. Và ngoài ra còn nhiều sản phẩm khác, mọi người xem tại Facebook hoặc Zalo của mình, số điện thoại 0979 665 264. Xin chào, hẹn gặp lại.